Xin chào mọi người. Chào mọi người. Đây, bọn em đã giới thiệu cho mọi người một cái đàn mà giá cực kỳ hợp lý, như là bố rất là khủng đúng không? Đàn này thì bọn em vẫn bán 6 triệu thôi, nhưng mà bố khủng, bố là con Romeo. Vì cái đàn này không làm giấy nhá. Còn Romeo bình thường. Bình thường những cái đàn mà Romeo làm giấy thì giá cao hơn nhiều đúng không? Đây là bán, em bán những cái giá bình thường. Nên là các bạn là đàn này nuôi thế nào nhỉ? Thứ nhất là trông nó cũng không bụi bặm lắm này. Thứ hai mọi người như nào, thứ hai là mọi người như nào nhỉ, ai chơi lâu thì sẽ hiểu một điều là vào cái thời điểm này là cái thời điểm chó sinh sản lên đúng không? Đúng rồi, chó sinh sản khá là nhiều nên là giá chó sẽ bão hòa hơn một chút nha mọi người nhá. Nó không như sẽ giật nó đấy rồi. Giờ thì anh chị để ý là sẽ rơi vào tầm bắt đầu từ hơn một tháng trở đi nữa thôi thì là cái giá cái chó lại hiếm dần đấy. Lúc đấy thì cái vào cái mùa hè thì nó sinh sản rất là ít. Đến mùa hè là bắt đầu chọn, nói chung là như nào nhỉ? Mọi người cứ để ý xem cái thời điểm làm mà chim chiếc gà nó đẻ nhiều thì là chó mèo nó thế thôi, nó động vật. Nó gọi là kiểu là mùa sinh sản đấy nhỉ anh nhỉ? Thì tất cả các loại động vật luôn đấy thì đều sẽ sinh sản vào hầu như là cái mùa đấy là nhiều. Và cái thời điểm từ mùa xuân trở ra thì là chó sinh sản rất là nhiều nên là giá thì sẽ bão hòa hơn một chút nha mọi người nhé. Nhưng mà đặc biệt là mọi người nhìn thấy là cái đàn này thì phải hệ là bố nó Romeo nhập xét và đi thi có bằng BH luôn. Bình thường bọn em làm giấy trại thì làm giấy khai sinh em lấy nhầm, bình thường thì giấy VK của Hội Chó giống Việt Nam cấp thì giá sẽ cao hơn, nhưng đàn này thì bên em thì làm giấy khai sinh trại cấp và chip nha, nên là giá sẽ bằng những cái đàn bình thường khác, là dao động từ 6 triệu đến 6 triệu rưỡi một con. Mà thần kinh rất là hay luôn nha mọi người nhá. Có nắng một tí nữa thì đẹp nhỉ, cho nó lên màu hơi tối. Đây anh chị nhìn này, nhìn cái mặt đàn Romeo vẫn khác đúng không ạ? Dòng Romeo nó rất là hăng luôn. Đấy, bây giờ tạo điều kiện cho mọi người. Giá rất phải để cho anh chị nuôi được con giống thì phải hệ khủng mà giá lại cực kỳ hợp lý. Đấy. Đây, thần kinh này. Người xem này. Nói chung là bắt đầu rơi vào tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng nữa vào hè thì bắt đầu chó nó lại sẽ lên giá, thì nó đẻ rất ít. Rồi. Mang một con ra Tết à? Cái đàn này nó mảng màu rất là tối nhá. Gầm đen, thiên về gầm đen nhiều anh nhỉ? Mặt đen xịt là mặt đen xịt luôn nhá. Nói chung là mọi người để ý như nào nhỉ? Những cái con màu như thế này thì lớn nên nó sẽ rất là đậm đúng không? Thiên về cái màu đỏ hung hung đậm nhá mọi người nhá. Tại vì đây là lông tơ. Lông tơ mà mọi người nhìn này, nhìn cái chất lông của nó đã thành cái màu hung rồi ấy. Hết cả máu, hết cả răng luôn này. Quá hăng rồi nha. Mặt con nào cũng lanh nhờ. Đấy. Dòng dòng của Romeo nó vẫn khác, nó thiên về thần kinh rất là nhiều luôn. Nói chung là đàn này chơi anh em là nuôi huấn luyện hay là nuôi sinh sản đều ok. Được cái phả hệ khủng thần kinh tố chất thì cực kỳ hay luôn. Nói chung như nào nhỉ? Những cái ai nuôi sinh sản rồi mới biết được ai mà nuôi sinh sản mà. Đậu ngồi xuống đi. Ai mà nuôi sinh sản mà có nghĩa là người ta có cái nuôi lâu năm rồi với cái dòng chó này, người ta mới hiểu được là thời điểm nào là nên làm cho nó bộ VK và thời điểm nào là nên gì nhỉ? Không nên làm đúng không? Chứ không phải là do con chó. Hôm nay em sẽ làm một clip nói nguyên về giấy tờ của con chó cho mọi người xem nhé. Kể cả những ai đang bán chó như bọn em cũng nên nghe, mà những ai mà là cái người dân chơi ấy cũng phải lên hiểu về cái giấy tờ như thế này, này. Chứ mọi người không phải kiểu như là nhiều lúc là cũng là con chó hay đúng rồi nha. Mỗi người một suy nghĩ riêng ấy, kiểu như là lại bảo nhiều lúc ấy bảo là các anh mới chơi anh không hiểu biết về giấy đúng không, nhưng nhiều lúc là các anh đã chơi rồi ấy đấy, thì bọn em sẽ nói là kiểu như nhiều lúc thì các anh thì mọi người sẽ cùng vào thì cùng thảo luận với nhau luôn ấy cho dễ, chứ không phải là ví dụ như là như nào nhỉ, ví dụ như cái khoảng thời gian sau Tết một tí thì các cái đàn chó đẻ ra nó bán rất dễ vì lúc đấy là thời điểm nó hiếm, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như là cái đợt trong năm thứ ấy mà làm giấy, cái đàn chó có khi bán nó rất là rẻ bởi vì là nuôi chó nó đẻ nhiều tràn lan. Nhưng mà ví dụ hè thì mọi người lại lên làm bởi vì là chó rất là hiếm nhá. Cái tỷ lệ phối con chó nó phối đậu rất là thấp. Đấy. Thứ hai là nó cũng ít xa lơ. Do ảnh hưởng nhiệt độ môi trường. Nói chung là cái vào mùa xuân thu ấy là con chó nó rất là thích hợp sinh sản.
lúc đấy nhá, kể cả những cái đàn như nào nhỉ, đáng nhẽ những cái đàn bình thường như này và cái mùa này nhá, nó chỉ bán tầm 6 thì dễ, nhưng mà cũng có cái đàn như này mùa hè nhá, mọi người phải mua tầm 8 đến 10 triệu cùng một cái đàn như thế này. Nhưng mà tuy nhiên là cái đàn này nó cũng không hơi đẹp một tí đúng không? Tí nữa sẽ tẩy run. Nhìn nó hơi ấy tí thôi. Thần kinh cũng ok. Thần kinh cực hăng luôn này. Nói chung là giờ nó chưa lên màu nên là anh chị nhìn là nhìn kiểu như màu bảng màu này cũng không kiểu như là nhìn vào sẽ không vừa mắt lắm. Nhưng nhiều anh ấy thích về kiểu như là đỏ thì đỏ hẳn đúng không? Nhưng màu này nó sẽ thiên về màu hung nhá. Thay lồng một phát là mọi người nhìn ra thì sẽ nhận ra ngay. Ví dụ như thời điểm này thì bên em là sẽ chả có cái đàn nào là trên 8 triệu cả. Bởi vì thời điểm này chó nó rất là nhiều. Mọi người hiểu không? Cần xả nhanh, thứ thị trường nó cũng chó nhiều thì ít người mua đi thì giá nó sẽ rẻ, nhưng mà hè thì sẽ là giá khác. Bắt đầu cắn rồi đấy. Đấy bắt đầu đu rồi đấy. Chứ còn là mọi người đấy lại mình đang nói một cái chung chung nhất đúng không? Chứ còn tuy nhiên mọi người không nên có cái suy nghĩ là cái chó đắt mới cả là chó hay. Tí nữa em sẽ giới thiệu đàn ai Ibo 3 nhá, cũng chỉ 6 triệu cho mọi người tin không? Đấy. Ai Ibo 3 cao nhất đấy. Dụ giải Ibo 3 là cao nhất rồi đúng không? Mà mẹ nhá cũng là con gái của Zomel và Agency đúng không? Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Đấy. Bởi vì thời điểm con, này con là con kia nó vẫn đánh đu từ đầu rồi. Bởi vì thời điểm này nó rất nhiều chó mà mọi người có muốn bán cao thì cũng rất là khó. Đấy. Tí nữa sẽ làm video riêng nhá. Cho anh con đánh anh nhá. À, rồi, tí nữa thì bọn em sẽ test riêng thần kinh của đàn này riêng cho mọi người xem nhé. Romeo thì có khác đúng không ạ? Thần kinh khác ấy, đàn luôn. Rồi nhỏ, để tí test riêng nhanh nhá. Rồi, xin chào mọi người.